nay là sáng mùng 4 âm lịch, xuân Canh Tí 2020, thì chúng tôi đang có mặt tại đền Trần Nam Định, Mỹ Lộc Nam Định này, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Chúng tôi cập nhật tình hình các du khách địa phương đã về rất đông để cầu tài, cầu lộc, cầu công danh tại đền Trần Nam Định. Sáng mùng 4 âm lịch đây. Vâng, và đây là chương trình khai ấn đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, xuân Canh Tí 2020 đây. Tôi sẽ quay lại sát máy quay cho quý vị xem chương trình khai ấn nhé. Để quý vị xa biết được là chương trình khai ấn nhé. Các đoàn du khách đang trở về lễ hội đền Trần rất đông này. Xin ấn, cầu lộc, cầu công danh. Vâng, đây là chính điện lễ hội khai ấn đền Trần. Vâng, hôm nay là sáng mùng 4 Tết thì rất đông du khách đã trở về phường Lộc Phượng, tỉnh Nam Định để dự lễ hội khai ấn đền Trần xuân Canh Tí 2020. Rất là đông, mới giờ sáng mùng 4 thôi. Rất đông các du khách thập phương đã trở về. Gần những cây quất cao khoảng 2-3 mét này. Bên trong đây là đền thờ Đức Thánh Trần này, phường Lộc Vượng, thành phố tỉnh Nam Định. Yên nữa đâu, không biết có vào trong đây được không. Hôm nay mới mùng 4 thôi mà đã quý khách đã là về rất đông rồi. Hay còn gọi là đền Thiên Trường, thờ Hoàng đế Triều Trần đây. Các quý vị đang chiêm ngưỡng những cánh cửa gỗ rất là đẹp. Để chúng ta cùng đi vào bên trong đền thờ Đức Thánh Trần đây để nghe hát văn. Đúng, hôm nay các du khách đã về rất đông, đang xin lễ để cầu tài, cầu lộc, cầu công danh tại đền Đức Thánh Trần, phường Lộc Vượng, thành phố tỉnh Nam Định. Vâng, các gian thờ thì đang rất đông và các tay đàn tiếng hát thì cũng đã về để tấu lên những khúc hát văn. Hát văn là đặc trưng của tỉnh Nam Định rồi. Quý vị có thể về đây thì có thể ghé thăm đền Bảo Lộc hoặc chùa Tháp Phổ Minh. Rất đông nha. Không 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 không
cầu con cầu của cho trái trái đẹp đẹp lòng là cho ra chung chung nước nước chảy một dòng. Đây là đang gần vào đến cung cấm của đền thờ Đức Thánh Trần đây. Và vào trong đây là cung thờ cung cấm của đền Trần đây. Con cháu sĩ con đi không xa quá xa đi, năm trước chưa nào đi con đi đây đây để cầu nguyện.